phải mà tôi tuy nghèo áo quần không lành lặn, nhưng tôi không có nói lắng lơ đua đòi xe xua. Chúng tôi yêu nhau bằng cả tấm chân tình hay là tuột xa hữu nhiếp. Em nhẹ lời không được nói ngông, tôi nói vậy rồi sao? Anh chọn vợ như vậy quá là đồ điên, ai đời đi chọn kẻ nghèo rớt mồng tơi. Vào nhà người ta còn lúc của tiền, cố nên những lời đừng qua lố lăng. Sự thật ra sao thì tôi nói vậy thôi nè, không phải ai cũng là kẻ ham tiền, chỉ có trời mới biết ham tiền hay không. Bắt ăn lên hỏi thử coi, mày hãy im lời. Chúa qua mất dạy, tôi mất dạy lâu rồi, đến nay anh mới biết tôi mất dạy hay sao. Hỏi anh hai của tôi đừng anh, em nó còn nhỏ dài, có sai sót điều gì từ từ khuyên nó thôi. 16 tuổi đầu mà chắc chắn quá, nếu không dạy mày thì mày sẽ hư thân. Thì anh cũng vậy, rõ ràng là trước mặt cũng bộ bình yêu đương, làm sao dạy tôi được, anh đừng có lên mặt.